Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ hấp bí đỏ mini theo kiểu này ăn ngon luôn á mọi người. Thì bạn mình cho hai trái bí đỏ này nè, mình sẽ đem để vô lò vi sóng, mình quay cho 2 phút nha mọi người. Tại để vậy nó cứng lắm, mình không có thể cắt cái mặt được á. Thì 2 phút xong mình lấy ra mình cắt cái mặt và mình sẽ móc cái ruột ở trong nha mọi người, móc lấy hạt ra hết nha. Bí này nó dẻo, nó cứng lắm luôn, mình cũng khó làm á mọi người, cẩn thận làm mấy cái khâu này á. Nó cứng, nó có khó cắt và nó khó móc ruột nữa. Thì mình móc ruột xong rồi á mọi người, mình sẽ để cái nguyên liệu vô đây hấp nha. Thì cũng có rất nhiều nguyên liệu á mọi người. Thì hôm nay mình sẽ để xôi lá cẩm này nè mọi người. Mình có xôi á, mình để vô nè, với phô mai á. Mình sẽ hấp xôi với phô mai ăn nha mọi người. Thì có người thì hấp trứng gà, có người thì sữa, trứng này kia đồ đó, tùy theo sở thích mình làm thích gì mình làm nấy mọi người. Thì mình để xôi vô, mình sẽ cho một miếng muối rồi nha mọi người. Là cuối cùng mình sẽ cho phô mai sợi vào á. Mình lấy tay mình nhặn cho nó vô được nhiều á mọi người. Cho nó kín hết cái miệng của cái trái bí, mình sẽ đậy nắp lại và mình đem đi hấp nha mọi người. Thì mình sẽ hấp từ 20 phút đến 30 phút nha mọi người. Thì mọi người canh lấy cây đũa mình xơm á, cho nó hết, mình thấy nó chín là được rồi. Thì sau khoảng 20 phút mình hấp nè mọi người ơi. Và mình cũng có để thêm ít phô mai trên mặt cho nó nhìn cho nó đẹp hơn á. Giờ bí cũng đã chín đó, mình sẽ lấy xuống và mình cắt ra cho mọi người xem nha. Thì mình thấy để nguội thì nó sẽ ngon hơn á, nhưng mà cái này cũng còn nóng á mọi người. Cắt cũng nó hơi bị nóng, mọi người cẩn thận hay cắt á nha. Mọi người cắt làm tư cũng được mà cắt làm tám cũng được. Trái này thì mình sẽ cắt làm tám nha mọi người. Mình cắt làm tám thì trái bí nó nhìn nó đẹp á, nhưng mà nó hơi bị gã cái cạnh cánh nha mọi người. Thì người ta gắt cái bột fusilli gì đó mọi người, cái đó thì mình không có, cho nên mình sẽ để bột cơm dừa nở sấy và một ít đậu phộng lên nha mọi người. Thơm bát ngát luôn mọi người ơi. Thì mời mọi người cùng ăn thử với mình nha. Thì này mình làm cũng làm lần đầu tiên luôn á mà mình thấy ngon luôn. Bí thì nó dẻo và nó ngọt á, phô mai thì nó mặn mặn mà béo lắm luôn. Gà xôi thì mình cũng ăn như gà xôi bình thường mình vậy đó. Mình thấy ăn này là món này cũng ngon lắm luôn á, giống như bí gợn hầm vậy đó mọi người. Mình nghe mùi giống vậy đó. Mọi người làm thử ăn đi nha. Cái bí gợn mini này nè, mình hấp, mình để lò vi sóng mình quay cũng được nó, nhưng mà mình hấp mình thấy nó có cái độ mềm hơn á mọi người, mềm dẻo hơn á. Trái bí này mình sẽ cắt làm tư thôi nha, là mình cũng gắt lên một ít bột dừa và mình sẽ đem cho má chồng mình nha mọi người. Một mình ăn đâu có hết rồi, mình sẽ cho má chồng mình ăn tiếp cái trái này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha, bye bye mọi người.